Chúng ta là một con cá vàng và nhiệm vụ là phải ăn hết mấy cái viên đồ ăn của chủ đã thả chúng ta. Và đây, mình hứa với các bạn sẽ là bước tiến rất nhỏ nhưng sẽ rất quan trọng để chúng ta tiến hóa trở thành những con cá to nhất thế giới và mình sẽ ăn hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Nào, vào đây, ăn hết. Đó, độ to của mình đã tăng lên rất nhiều rồi. Đó, và giờ đã mở ra một con đường mới. Liệu mình có thể lên đây mình ngoạm vào tay của nó được không? Quạp. Không được rồi. Wow. Rồi, không được các bạn ạ. Game nó bắt mình là phải nhảy qua cái bồn bên này. Được thế nào? Rồi, xong. Mình lọt xuống dưới cả cái đường ở cái bồn rửa tay rồi. Trời ơi, cái này giống như là kiểu trong bộ phim Đi tìm Nemo ấy. Mình phải chạy trốn khỏi cái nhà đó ấy. Ui, rồi. Bách cả đạn. Cho tôi ra biển luôn ạ. Mà ra biển thì có rất nhiều những cái con tôm mà. Ok, con tôm này là tôm nhỏ này. À rồi, ăn được tôm nhỏ thôi. Còn tôm to thì từ từ, tí nữa sẽ ăn. Còn có cả những cái con cá này nữa này. À đây rồi. Mình ăn được, cả ăn được mấy con tôm, mấy con tôm to rồi. Và thậm chí là còn ăn được cả mấy cái kiểu đồng xu ở dưới đất à. Con cá này dị nhỉ. Cá này cá ăn tạp à. Nào, bây giờ mình đang to là 7cm à. Có vẻ vẫn bé nhỉ, 8cm bé tí à. Rồi, nhưng mà giờ ta đã ăn được cả con cá rồi. Chúng mày vào đây. Vào hết đây. Rồi. Cho chúng mày một thời gian, chúng mày hồi sinh đấy. Rồi, tao ăn, đúng rồi. Mày ăn được cả vỏ, ăn được cả vỏ sò luôn á. Mình đã to lên 13cm. Và ăn được cả chai lọ, rồi cả sao biển. Quay cả đạn á. Tất cả sẽ phải chui vào mồm mình. Vào đây. Trên trời à? Trên trời, mấy con chim, mấy con chim này. Này, đi Hải Âu này. À, vào đây. Đấy, mình không biết là bao giờ mình ăn được mấy cái phao đây. Vào hết đây. À, đã rồi. Bắt đầu không ra được, mở rộng ra. Và vẫn chưa ăn được mấy cái phao này. Ui, có con người à? Hello. Đợi tí nhá. Tí nữa rồi em sẽ đến lượt em vào trong mồm của anh em nhá. Này, cứ ăn mấy con này đã. Từ từ thì khoai mới nhờ. Mình đang to, độ to mình là 51cm. Được rồi. Trước đấy là mình phải đợi, mình phải ăn được con hải cẩu ấy đã. Ây da, nó cắn mình rồi. Anh ơi, anh trực kiến này. Bọn nó cắn em ơi. Anh ơi, trực kiến cảnh này đi để tí nữa em cắn lại bọn nó. À đây rồi. Mình ăn được luôn cả cái phao cứu sinh. Này, từ từ, em bình tĩnh nhá. Đợi tí, đây, cho lên thuyền phát nào. À, tức ghê. Rồi, chắc là khi là tầm 80cm là mình sẽ ăn được mấy con hải cẩu đấy. Hải Âu này, vào mồm. Rồi, từ từ đi. Ui, 80cm chưa đủ à? À rồi, mày này. Giờ tao quay lại trả thù đây. Mấy con hải cẩu đâu đấy, vào đây. Mình đã to 1m và giờ những cái người thợ lặn cũng sẽ bị ăn luôn. Rồi, thế thì như vậy là mình có thể. Ui, cá voi. Ê, từ. À, cá kiếm này. Giờ thì ai mới là cá kiếm? Bọn bay sẽ là, bọn bay chỉ là cá long rom thôi. Vào hết đây. Đây rồi. Hello các chị vào mồm em đi các chị ơi. Vào hết đây. À, mình ăn được cả con thuyền luôn ạ. Đã vậy. Thuyền này. Này thì đồ đạc này ăn hết. Ma phê thật sự ạ. Chuẩn bị đấy. Mày đợi đấy. Ây à, đau nha. Tao to 3 mét rồi, từ. Đợi tí đi, cá voi kia. Rồi mày cũng sẽ vào mồm tao thôi. Ây à, đau. Hôn một cái thôi mà làm gì dữ thế. Rồi, bọn này em sẽ đi ngang này. Đúng rồi. Vào hết đây, đúng rồi. Vẫn chưa đủ to à. Chắc phải 4 mét thì mình mới có thể ăn được mấy con cá voi kia. Rồi, cho xin tí kiếm để xỉa răng nào. Được chưa? Ăn được chưa? Hình chưa? Ui. Ok, con này thì thôi. Ngoại cỡ rồi. Không được. Vãi trưởng. Bây giờ mình ăn được cả mấy cái thuyền rồi này. Ăn được cả mấy cái thuyền cỡ này rồi. Và có trực thăng trên đầu nữa. Rồi, bình tĩnh. À, đây rồi. Chúng mày vào đây. Láo nháo pháo ăn xe à. Này, tao chịu nhịn nhục đủ nha. Tụi bay vào đây. Đúng rồi, vào hết đây. Nào sao nào. À, tàu ngầm này. Trực
thằng này lên đây. Ui, có cả nhà luôn à. Từ. Đây, mình phải chơi mấy con cá voi dậy đã. Vào hết đây. Ui, từ. Có mấy con cá này chưa ăn được. Chưa được các bạn ạ, chưa được. 15 mét rồi. À đù. Ngoài người là cử cả trực thăng thả tên lửa. Nhưng mà cũng vào mồm hết thôi nhá. Rồi, giờ cả bọn cá voi xanh này đi vào đây. Và các bạn đi, hãy nghe những tiếng kêu cứu đầy hoảng sợ của loài cá khi mà chỉ từ một con cá vàng nhỏ nhắn xinh xắn và giờ mới đã thống trị cả đại dương. Rồi, giờ cả du thuyền cũng phải vào mồm mình hết. Ê, liệu mình có thể mình ôi tên lửa đã. Ok, mình không ăn được tên lửa. Mà liệu mình có thể ăn được nhà không ta? Nhà cửa, hải đăng vào hết đây. Ăn hết. Mình đã to được 40 mét rồi. Oai. Tàu ngầm tên lửa bắn ngư lôi à? Ôi. Hơi căng nha loài người. Loài người là muốn triệt đường sống của mình đây này. Được rồi. Này thì loài người máy bay dân dụng này. Đợi tí thôi. Mình sẽ chiến luôn cả mấy cái tàu ở trên và cả mấy cái tàu ngầm thả ngư lôi này nữa. Giờ mình ăn được rồi. Đâu, chúng mày đâu? Đây là tao hơi cay nha. Chúng mày thả tên lửa. Giờ tao ăn hết. Ăn hết. Đúng rồi. 72 mét. Bây giờ liệu mình đã trở thành con cá vàng có thế giới chưa? Chưa. Mình còn ăn được cả ngư lôi, ăn cả tàu luôn. Rồi, tàu ngầm, tàu trên cạn, tàu thì ăn hết. Chúng bay đã khiến cho ta phải ức chế. Tất cả hãy vào mồm ta, hãy mồm vào mồm con cá vàng này đi. Đây, vãi trưởng ạ, đây là hình như đây là chủ cũ của mình này. Và mình này đang ăn tất cả mọi thứ trên biển. Cô chủ phải lôi ông bán cá này đến để chứng kiến cảnh mình đang ăn mọi thứ. Còn sao nữa? Kỷ lục của mình hoàn thành trong vòng 8 phút và mình ăn được bao nhiêu? Không có ai. Và tất cả những thứ này là những thứ đã chui vào mồm mình đây. Và mở khóa 70 cấp độ. Chơi 70 cấp độ khác. Unlock level. À ok. Như vậy là cái bàn vừa rồi chỉ là bàn trải nghiệm thôi. Là mình được chơi từ lúc bé đến lúc lớn. Còn nếu mà mình muốn mở các cấp độ khác nữa thì phải một tốn đến 90.000 để mà mua trò này các bạn nhá. Rồi ôi, 90.000 thì tôi lấy đâu ra tiền bây giờ. À, hóa ra nó chỉ có thế thôi. Và hóa ra chúng ta phải nạp lần đầu cho nhà phát triển game để có thể tiến lên những cái cấp độ mới. Biết đâu sau này mình ăn luôn cả lục địa, tiến tới ăn cả hành tinh, ăn trái đất, ăn cả mặt trời, không được ăn cả vũ trụ. Có vẻ như là chúng ta đang hơi ảo tưởng quá về sức mạnh của một con cá vàng các bạn ạ.